Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên lô casio với lại hướng dẫn cái nhà cách chỉnh giờ mỗi dòng casio luôn ha. Chỉnh sơ sơ nha, anh em nào chưa biết chỉnh á, cứ xem video là biết chỉnh luôn. Thì nay Tết nhà nên sẽ không có giao hàng được, nên em sẽ bán qua Tết mới giao được nha. Qua Tết bên vận chuyển ship lại thì em sẽ ship cho nhà ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Thì cả nhà mình xem video á, kết con nào mình chốt chắc giúp em ha, chứ em sẽ không có chốt đổi tới đổi lui nha. Tự những con mà mình chốt á, khách hỏi thì em đã báo bán rồi, giờ em kêu em đưa lên bán tiếp thì khách thấy thì khách hỏi thì cũng kỳ nha, em sẽ bán không được ha. Thì cả nhà mình cứ cân nhắc trước khi chốt giúp em ha. Rồi đầu tiên nha, một con casio điện tử, con này có hộp luôn này, như cái nhà đang mua con hàng mới nha, mới như con này vẫn còn bán 1,2 triệu mấy á, con này còn hộp nha. Mua cho mấy bé cấp 1, cấp 2 đeo đi học. Này bản của nó là cái màu nó kiểu quân đội, màu vàng xanh xanh vàng sao. Có cái chân sổ nè, đi đủ hết à. Này dạng hàng chưa lên tay, hàng trưng bày thôi. Thì nó cũng đơn giản nha. Này là thứ nè, thứ ngày tháng giờ nè, dây nè. Nó mình chuyển qua đây là xem báo thức nè. Con này tới 2 3 4 báo thức, 5 báo thức luôn nha. Năm báo thức ha, này là này bấm gì, báo giờ lặp lại gì nha, bấm thôi. Báo tiếng chứ, cái đó báo tiếng á, này báo tiếng nè, báo tiếng ha. Này là bấm giờ thể thao nè, này bấm giờ đếm ngược nè. Đó, này ST chỉnh thêm múi giờ thế giới ha, nó quay lại giờ bình thường. Đèn đây nha. Đèn lúc lúc 2 giờ ha, đèn lúc 2 giờ. Điện tử ha, Casio chuẩn nha, mấy dòng này anh em hỏi chuẩn không? Chuẩn nha, chuẩn đồ điện Nhật hết nha. Mấy dòng Casio là nó chuẩn Nhật rồi. Mới không, bản quân đội ha. Này mình như đang mua con hàng mới với giá hàng si thôi, mà giá thì nửa tiền rồi. Này con này mang mã số với sạch Google là ra nó liền nha. Đó, cái sạch là Casio nè, AE nè, 1500 WH ha, là gan này liền. Đó, độ mới cao rồi. Này anh em kiểu thể dục thể thao á, tập gym này, chạy bộ là đeo máy này siêu nhẹ luôn, có bấm giờ thể thao đầy đủ ha, đèn này nè luôn, lên tay quẩy. Con này xe ngang thì 50 đi nha, tính 50 chẳng đi, mỏng 13 đi 8. Thì cách chỉnh giờ cũng đơn giản, cứ án giữ nút 2 giờ nè, chớp cái nào chỉnh cái đó thôi. Chớp dây nè, chỉnh này ha, chuyển nè, chuyển nút 8 giờ nè, chuyển qua chỉnh nè, tới luôn, lui nè. Ông này chỉnh tới này, này 12 giờ buổi trưa nè, để chỉnh lại 12 giờ nè, B là buổi trưa nha. Rồi chuyển qua phút nè, thì con này đang đúng rồi, chỉnh tới chỉnh lui được ha. Ở năm 2024 nè, cứ chớp cái nào đó, chớp tháng nè, bắt đầu chớp ngày nè, chớp ngày nè. Đó. Con này em chỉnh ok rồi, đó dây nè, chỉnh xong bấm này thôi. Cách chỉnh giờ đơn giản nha, nó có cái dây đây nè. Rất hay luôn. Rồi con này thì cứ sạch Google ra tìm hiểu nha, mấy dòng này dòng cao rồi, nó có mã hết á. Nó chụp hình nè, EA 1500 WH là gan này luôn. Con này em bán có hộp nha. Nó có hộp với lo có cái chân nè, về trưng bày cũng được, tặng người thân là cũng được ha, ý nghĩa luôn. 750 mã F60 nha, 750k F60 ha, dòng Casio có hộp có sổ đủ luôn. Mua hàng si sẽ hời hơn con hàng mới nha. Rồi em lên tiếp cho nhà dòng Multiband 6, mặt xanh phong thủy nha. Con này thì vừa kim vừa điện tử, nó có hai ô điện tử nha, góc 6 giờ góc 12 giờ. Dòng này cũng thuộc dòng cao, nó có đèn tự động nha. Tối mình để vô là vừa để vô tối là đèn tự sáng, em test dạ quang trước, có đèn tự động ha. Đó, để vừa để vô tối là nó cảm biến sáng ha. Có đèn dạ quang sáng, nút đèn 2 giờ nó bấm nút đèn. Đó, tối mình cứ lắc tay lên là đèn tự sáng. Vô tối thì sẽ sáng nha. Pin năng lượng nha, mấy dòng là pin năng lượng hết nha, chứ pin thường lắp không có được nha. Phay sức cái này cũng còn. Kính zin có lông mèo không đáng kể đâu, kính đẹp không sức mẻ nha, dây khóa rồi bên hông nè, mặt xanh phong thủy luôn, dây khóa zin hết, Casio dập hiệu. Thì con này nó có mã nha, WVAM650, lắp ráp nhà máy đặt ở Thái Lan nha. Bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật nha. Đó, có nhiều anh em dị ứng với bản China thì mình chốt Thái Lan ha. Rồi con này thì dây còn dài ấy. Dây con này chắc 19 vừa, lên tay nè, lên tay thì cái đèn tự động nhảy ha. Đó, lắc là sáng, mặt xanh luôn. Rồi để em đo size, cái hướng dẫn cái nhà cách chỉnh giờ sơ sơ cho những em mà người ta mới á, người ta xem video tao biết cách chỉnh giờ luôn với trải nghiệm này nè. Size 43 nha, mỏng 14 ha.
Thì anh em mà đeo đồng hồ mà ba kim riết đơn giản riết quen mình chuyển qua mấy dòng casio nữa nha, giá cũng bình dân mà được trải nghiệm nhiều chức năng nè, xem được nhiều buổi về thế giới về thể thao báo thức các kiểu ha. Thì đang bình thường chỉ thứ nè, bây giờ nè ví dụ cả nhà muốn coi coi ngày nè, coi ngày đi nè, rồi chuyển qua đây là coi coi giờ nè, tùy theo mình thôi, mình coi giờ bằng kim mình chỉnh này, bằng coi bằng ngày đi, coi ngày đi đó, ngày 7 tháng 2 nè. Chuyển qua đây là xem nhiều múi giờ thế giới nè, rất là nhiều múi giờ thế giới ha, Tokyo nè đó, Tokyo đó, Sydney gì đó, tùy theo mình thôi, nó tới mấy chục múi giờ thế giới rồi nha. Này bấm giờ thể thao nè, bấm thể thao chạy nè, bấm ngưng nè, reset nè, reset nút 10 giờ nè, đó bấm giờ điểm ngược, nó ngược đâu tới 10 tiếng, con này sao bấm ngược tới 10 tiếng à, nó đọc luôn nha, ngưng nè, reset nè. Vậy mình hẹn giờ á, báo thức nè, dòng này tới 2 nè, 3 nè, 4 báo thức, 5 báo thức, 4 báo thức nha. Này là báo giờ lặp lại nè. Báo tiếng, đúng tiếng 9 cái. Rồi. Bấm này cái là quay lại giờ bình thường nè, đơn giản thôi. Rồi con này mặt xanh ha, cách chỉnh giờ cũng đơn giản. Thì con này mình muốn chỉnh giờ nha, mình ấn giữ cái nút 10 giờ, ấn giữ tiếp 2 lần mới được nha. Tiếp 2 lần để chú ý khúc này ha. Tiếp thêm cái nữa nè. Đó. Thì cái mặc định cái con này từ Nhật về nha, cho dù nó ở tất cả nước nào thì khi mà mình đã reset lại nó sẽ là Tokyo, mặc định nó là nội địa Nhật là Tokyo, đang chớp múi giờ cho mình chọn nè. Thì ở Việt Nam mình cứ chọn BKK đi, nó giờ Bangkok để mình xem được nhiều múi giờ thế giới nó sẽ chuẩn BKK nè. Rồi bấm lúc 8 giờ ok nè đó, on off mùa đông mùa hè nha, DTX chọn off sẵn nha, khỏi chỉnh. Rồi bấm nút 8 giờ chuyển qua cho mình chọn 24 hoặc 12 tiếng, thường em chọn 24, 12 là 24, chọn 24 đi. Rồi này chỉnh dây nè, cứ chớp cái nào mình chỉnh nó thôi, chỉnh dây nè, dây thì cho qua nè. Rồi chỉnh giờ nè, bấm này nha, bấm này tới lui ha. Nè. Ví dụ 11 nè, trừ nè, rồi tới 12 nè. Đơn giản thôi, rồi chỉnh phút nè. Này 28 nè, trừ lại 29, này 27. Đó. Này năm nè, năm 2024 cứ chỉnh hai lúc này ha, cứ chớp nào chỉnh thôi. Rồi, cái này là tháng nè. Đầu ngày nè. Rồi cái này mình để on là tiết kiệm pin á, đúng tối nó ngủ đông nha, tối cái vô trong tối sẽ im lặng, nó dạng như không chạy, nhưng mà khi ra sáng nó chạy là bình thường nha, chạy cập nhật đúng giờ rất là hay ha. Rồi cái này là múi giờ nè, rồi xong bấm nút chỉnh xong nha, bấm nút 10 giờ ok ha. Rồi lấy cập nhật là cái giờ của BKK nha, BKK ha, là giờ của Bangkok. Con này thì mặt xanh độ mới ok rồi. Cái này mà thuộc kiểu dòng cao nha, đúng cái dòng mà bản thép á, mắc tiền lắm. Cái con này cũng mắc tiền, cái dòng này. Hai máy vừa kim vừa tử. Rồi con này thì bán cái giá 1 triệu 100 k nha, mã F49 nha. Triệu 100 k F49 nha. À, cập nhật đúng giờ luôn, 12 giờ 28 phút. Đó, nó đọc luôn. Có đèn tự động ha. Tối cái lắc tay đèn tự sáng. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em 1 triệu 100 k mã F49. Cách chỉnh giờ đơn giản lắm, anh em là muốn trải nghiệm thêm cứ báo em gửi cái video chỉnh giờ riêng của nó đây. Rồi con này nha, con này là dòng Alvenla, dòng cao của Casio á. Con này thì bản full titanium pin năng lượng nha, được cái là cọc số học trò dạ quang. Cái này thuộc dòng quân đội nha, nó thuộc dòng quân đội, dòng cao có dạ quang. Đèn cũng là gốc gốc 2 giờ đèn sáng. Pin năng lượng nha. Con này hôm nay bán giá này là giá là quá bình dân so với cái dòng Alvenla này. Anh em nào đã từng xài dòng Alvenla là biết. Hóa zin nhập hiệu bản full titanium, tức là thép máy bay á, thép siêu nhẹ. Dị ứng với mồ hôi, dị ứng với bản thép inox ấy, mồ hôi muối nữa thì mình lên chốt thép máy bay đều ha. Con này là anh em hỏi cách in Thái Lan, tức là lắp ráp nhà máy Thái Lan. Thì cái mã ở đây mình cứ search Google luôn nha. OAW100 là gan này liền. Đó, đáy sấy luôn. Con này thì xe ngang của nó là 40. Đứng luôn là 46 mỏng. 11 ly tư thì con này cũng chạy 4 cốt ha. Thì nó cũng như con nãy thôi nhưng mà nó một ô nguyên tử nè, này đang chỉ ngày thứ nè, đang chạy đúng nè. Đang chạy tới giờ Tokyo. À, mức pin nè. Này xem múi giờ thế giới nè, rất là nhiều múi giờ thế giới ha. Thì dòng múi cho bánh 6 nó cũng vậy thôi, nó nhiều chức năng nè, báo thức. Dòng này ba báo thức, một báo tiếng, đúng tiếng chín cái nè. À, này là bấm giờ thể thao nè. Đó. Này hát xét chỉnh kim nè, quay lại giờ bình thường nè. Rồi, cái nhà muốn chỉnh giờ con này đúng không? Án giữ nút 10 giờ nè, cũng như con nãy thôi.
ăn giữ 5 giây nha, chớp ha. Thì đó, đầu tiên là Tokyo nha, mặc định là Tokyo rồi, Tokyo ha. Thì mình sẽ chọn đây, tới lui thôi, tùy theo mình thôi. Thì sẽ chọn BKK đi vào Bangkok nè, BKK nè, rồi bấm nút 8 giờ chuyển mùa đông mùa hè, chọn ốp nè, ốp sẵn rồi ha, 24 hoặc 12 nè, bấm này chuyển nè, 12 24 tùy theo này mình để thôi. Rồi phải chỉnh dây nè, nó dây cho qua bấm 8 giờ chuyển tiếp 12 giờ nè, chỉnh tới chỉnh lui thôi ha. Đó, đơn giản thôi, qua qua phút nè, 29 nè, tới lui ha. Đó, đơn giản, nó cứ chớp nào thôi, 5 nè, tới lui thế là 25 nè, trừ xuống nè. Đó, đơn giản nha. Tháng 2 nè, rồi chuyển tiếp qua ngày nè, con này đúng rồi, này đúng, chỉ đổi múi giờ thôi, nó quay lại giờ bình thường. Ý cái này là chọn tiếng Anh nè, tiếng Anh hay tiếng Nhật thôi, tiếng Anh nè. Rồi này tiết kiệm pin nè, quay lại giờ bình thường nè, rồi bấm nút 2 giờ 10 giờ chứ kết thúc nè, nó sẽ tự cập nhật lại giờ của BKK đi vào Bangkok, bây giờ giống Việt Nam mình á. Kính con này kính zin nha, nhìn nghiêng có lông mèo nè, nhìn có lông mèo nè. Thì tức là mình về Bulia đánh bóng được, nhưng mà hàng xe em nghĩ để gì bình thường, xem giờ cũng bình thường, không quan trọng ha, không sức mẻ là được, cái kính không sức mẻ là thấy được, về Shiba sao cũng được ha. Giá này cũng bình dân so với con Owella dòng cao nha. Ừ, cho ngưng lại đó. Rồi con này thì để em test, để em coi cái dây trùng ha, nếu mà dây không trùng mình reset luôn, reset dây luôn. Ừ, dây chưa trùng với điện tử nè, với kim nè. Rồi mình ăn lúc 8 giờ chuyển qua chữ HZ nữa nha, HZ nè, đó, HZ ha, tức là reset kim á. Rồi ăn lúc 10 giờ giữ 5 giây nè, đó. À, kim là đang lệch nè, rồi ăn nút 4 giờ chỉnh về 12 giờ luôn. Đó, chỉnh về 12 giờ, rồi bấm nút 8 giờ chuyển qua đây coi giờ nè. Thì đang đúng 12 giờ 30 đúng nè, kim mà đúng rồi nè. 30 phải không? Chỉnh ngược lại cái. Đó, 30 nè, 31 rồi. Lên 31 nha. Chọn 31 ha, nè, 31 nè. Rồi đúng rồi, bấm rồi, ok nè. Rồi kim sẽ chạy trùng với điện tử luôn. Đó là cách reset kim đơn giản này. Thì anh em nào xem video em để ý là biết cách chỉnh vậy, coi tới coi lui chừng 2 lần, chứ vừa coi vừa chỉnh cũng khó chỉnh lắm nha, em chính em còn khó chỉnh vừa coi vừa chỉnh á. Con này dây còn dài lắm, dây tới 10, dây 19, mặt xanh kiểu xanh xanh đen quân đội, cọc số trò có giờ quang sáng, quang vô sổ đèn sáng đèn nè, pin năng lượng khỏe nha, con này pin năng lượng khỏe. Rồi con này thì em bán 650 mã F45 nha, 650k mà F45 ha. Xe ngang của nó là 40 á, mỏng 11 đi đi tư. Nó cách chỉnh giờ nó vậy thôi nha, 650 F45. Giá này quá hời nha. Anh em nào đang thích dòng đó mua đó là giá quá hời. Rồi em lên cho nhà con nữ đi, em sẵn em hướng dẫn cách chỉnh giờ mấy con nữ luôn. Thì nó cũng bốn cốt, cũng giống như con nãy, không khác gì con nãy nhưng mà nó kiểu của nữ. Thì cũng là ngày thứ nè. Chuyển qua đây là dây nè. Chuyển qua đây giờ nè. 14 giờ 32 chuyển qua coi thứ nè, đèn sáng này, đèn sáng vô địch này, pin năng lượng ha. Nhà mua con này như mua đang mua cục pin vậy, nó cũng thuộc dòng cao dành cho mấy chị nữ hoặc mấy anh nam tay nhỏ đều được hết, mới mới lắm này, bán giá như cục pin vậy. Anh em nào đã từng mua con này ở Việt Nam mà mua con kiểu hàng cặn nót mua biết giá rồi, con này lắp ráp Thái Lan ha, dành cho mấy chị nữ nha. Rồi con này thì xe ngang nó là 34 4.2 mỏng 106, nam nam tay nhỏ nữ tay to được hết. Rồi án giữ nút 10 giờ thôi, án giữ 5 giây nè. Đó. Chọn nè, mặc định là Tokyo nè. Thì còn mình cứ chọn lại BKK thôi. Đó, BKK giờ Bangkok nè. Rồi, bấm nút 8 giờ ok nè. À, mùa đông mùa hè chọn ốp nè. 24 giờ nè, 12 24 thôi. Đơn giản là chỉnh nút 4 giờ ha. Rồi, cái này dây nè. Dây cho qua giờ nè. Con này đúng rồi, chỉ đổi múi giờ thôi, giờ cứ tới là lui nè, đơn giản. Con này chỉnh cũng y như con nãy không khác. Ừ, nó dòng Multiband 6 vậy, 5 thì cứ chỉnh hai nút này ha, cứ chớp cái nào chỉnh hai hai nút ha. Nút 2 giờ, nút 4 giờ là ok. Tháng nè, rồi ngày nè, rồi cái này là mình để gì á, khi mà bấm nút 8 giờ kêu tít tít tít, nếu để mute là im lặng, mute là im lặng tức là tắt tiếng. Rồi quay lại giờ này, tiết kiệm pin on off nè. Rồi qua đây giờ múi giờ bấm 10 10 giờ ok nè. Nó kim cập nhật lại múi giờ của BKK ha, này ngày thứ nè. Đơn giản nha. Độ mới này cao lắm, mà thấy không? Mấy chị nữ là mới mới đeo này, mua cho mấy bé cấp 2 đeo đi học á, siêu bền luôn. Hoặc là anh nam tay nhỏ ha.
Rồi 450 nha, 450 F75. 450 F75 cái cục pin là đủ tiền. Pin năng lượng á. Rồi sẵn thì em lên chỗ nhà dòng mua cho banh 6 đi. À, con này đi, con 3BG đi nha. Chỗ nhà cái này mua cho mấy bé nè. Cách chỉnh giờ cũng như con ba con điện tử mới nãy luôn, giống nhau chỗ nhà xem độ mới thôi, với lại search Google ra cái mã này là biết giá trị như này rồi. Cái này nó nè, thấy còn phay sớt mới lắm. Này hơn 90 luôn, hơn 90% nha. Đèn sáng. Đèn được cái là hai ô điện tử ha. Cái này coi dây nè, coi ngày tháng nè. Chuyển qua đây coi giờ nè. Đó, chuyển qua ngày tháng đi, coi giờ bằng kim rồi. Này bấm là xem múi giờ thế giới nè. Dòng mua cho banh 6 mà nó cũng giống nhau tương tự à, nam nữ gì cũng giống vậy đó. À, giờ thể thao, bấm giờ thể thao, giờ đếm ngược này, báo thức nó con này tới dòng năm báo thức một báo tiếng luôn nha, này cao quá. Quay lại giờ bình thường nè, con này có mã chụp hình sạch Google nha, khỏi giới thiệu quảng cáo nữa. Nó có bán rồi, này mới cái nhà mua 3 triệu mấy nha. Con này có mã là Casio BGA nè, 220 2200 nha. BGA 2 2200 nha, Multiband 6 ha. Dòng 3BG. Search Google là gan này ha, độ mới cho nhà xem. Này mua cho mấy bé đeo cũng sang lắm nha, từ cái giá trị nó cao quá. Thì cao đeo sang. Đúng hàng chuẩn đó nha, hàng chuẩn Casio nha. Có nhiều anh em hỏi chuẩn không? Chuẩn là bán chuẩn nha, còn hàng dù hàng nhái thì bán hàng nhái chứ hàng nào bán cũng được nha, nhưng mà bán cho đúng giá trị của sản phẩm ha. Đó, Casio nè. Này về có vết xíu đây, này dính dính dơ chứ. Này dính dính gì ấy? Về lau được nha, lau được. Này xây mà. Kính còn đẹp lắm. Đèn đầy đủ ha. Rồi xe ngang 44.6 mộng 13 ly 7, cái này anh nam tay nhỏ đeo bình thường nha. Cái mẫu này mặc màu trắng á, không có kén nam nữ đâu. Tay 7 nè. 3BG ha. Rồi, con này em bán cái nhà 850 mã F68 nha, 850 F68 ha. Giá trị mới nó thì nhà biết rồi, nó sẽ cao lắm. Rồi em lên chỗ nhà một con này đi. Con này dòng Multiband 6 bản dây gút, nó cũng vậy thôi. Giờ thế giới, giờ thể thao báo thức này em chỉnh nhanh con này cho. Thì cái này là đang để bấm giờ, giờ bình thường cái. Nó giờ bình thường nè, nó đang là giờ bình thường ha. Thì mình chuyển qua đây mình coi dây nè, dây sẽ trùng với giờ nè. Đó. Chuyển qua đây coi giờ nè, 14 giờ 48 phút đúng nè. Nhưng mà mình coi giờ bằng kim mà chuyển qua đây coi ngày tháng ha. Có đèn nè, con này có đèn góc 6 giờ. Máy này mới lắm, độ mới cao lắm nha. Cọc số học trò dạ quang chấm bi, mặt đen bao công ha. Đèn sáng. Độ mới nè. Đó. Phay sứt nè, phay sứt tức là chắc zin nhà sản xuất chưa đánh bóng xì ba gì đó. Kính zin luôn đẹp không sứt mẻ. Giống góc có lông mèo ha, bản dây gút. Thì dây gút thì nha, có nhiều anh em chưa biết xài, nó đang bình thường là lẫy lên. Lẫy lên mình về tới giờ lui thôi, tùy theo cái mắt dây mình lẫy xuống nè. Đó. Đó là cách mở dây gút về tới giờ lui nha. Con này thì mã này WVA M630. Linh kiện phụ kiện của Nhật lắp ráp nhà máy đặt ở China, bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật. À, nước sơn là đẹp. Rồi con này là mình lắp được dây da, anh em mà thích dây da đầu 20 lắp dây da đeo máy này cũng đẹp lắm. Xe ngang của nó cứ 42 đổ lận, 41.9 mỏng 10 lá 8, đứng luôn 44.5. Thì con này nha, để em chỉnh lại cho. Muốn chỉnh con này nó có 3 cốt thôi. Góc cốt góc 8 giờ nè, 4 giờ góc 2 giờ, án giữ nút 2 giờ 5 giây nè. Điện tử chớp nè. Đó. Thì nó kêu chọn 24 hoặc 12, chọn nút 4 giờ nè, 12 24 chờ thường chỉnh 24 thôi. Nó chuyển qua đây là Tokyo nè, mặc định nó lúc nào cũng phải Tokyo nha. Từ tất cả các nước nào cũng vậy ha, nó cứ anh em cứ nghĩ China là hô China không có nha, cái phụ kiện iPhone là nó cũng dạng dẫn là lắp ráp nhà máy đặt ở China thôi nha, nên sẽ ghi cách in China ha. Còn này Tokyo ha, bản zin đó thì mình cứ chọn múi giờ thôi nha, chọn 4 giờ nè, chọn lại bản BKK ha, chọn múi BKK nha, tức là giờ Bangkok nó sẽ trùng về Việt Nam. Để mình chọn múi giờ BKK chi để mình xem cái múi giờ thế giới nó chuẩn nha, nó chứ không phải là có đó là lý do mình chọn múi giờ BKK. Còn cái nhà muốn ở Việt Nam mới không có sống, cái nhà chọn múi giờ nào xài cũng được á. Nhưng mà BKK khi mà mình xem hàng múi giờ khác nó sẽ chuẩn hơn, như xem Tokyo trước mình 2 tiếng sẽ chuẩn hơn. Đó là lý do mình chọn BKK ha. BKK nè. Bây giờ Bangkok á, rồi bấm nút 8 giờ ok nè. Mùa đông mùa hè chọn ốp sẵn rồi đó. Rồi chuyển tiếp nè. Chỉnh dây nè, dây thì bấm cho qua luôn, bấm nút 8 giờ cho qua. Đó, chỉnh chỉnh giờ nè. Cái án giữ nè, án giữ lúc này ha. Này con này đang đúng á, em chỉ chỉnh múi giờ thôi. Giờ phút nè.
năm nè, cứ bấm nút 4 giờ chỉnh nếu mà sai ha, rồi chỉnh ngày tháng chứ, tháng 2 nè bấm nút 4 giờ ha, rồi ngày 7 nè, rồi cái này là mình để gì nè, khi mà mình bấm nút 8 giờ kêu chích chích đó, nếu để mute là im lặng, tức là tắt tiếng mở tiếng nha, này mở tiếng nè, để mở tiếng cho vui ha, tiếng Anh nè, tiếng Ả Rập gì nè, tiếng Xê Úc gì nè, nó độc đại thôi chứ em biết tiếng gì đó. Mà ở Việt Nam anh em nào gần tiếng nào mình để tiếng đó xài đó, tiếng Nhật nè, đó, tiếng tiếng Anh nè, rồi, chuyển 24 giờ nè đó, rồi xong bấm nút 2 giờ kết thúc đó, nó sẽ cập nhật đúng giờ này ha, giây luôn, giây đúng từng giây luôn nha. Đó. Rồi riêng cái con này em hướng dẫn anh em mới luôn cách reset cái kim nếu mà sai á, nếu mà reset mình chỉnh mà giây không đúng, giờ không đúng với điện tử á, để hướng dẫn luôn, con này thì đúng rồi. Có nhiều anh em không biết biết ăn cái chữ hát đâu ha, rồi khi mà đúng ha, đó là chuyển qua nè, giờ nè, chuyển qua phút nè, thì anh em mình muốn biết cái tính năng con này thì mình cứ bấm cái nút 8 giờ nè, thì đang chỉ ngày tháng nè, có khi mình lộn chơi bên múi giờ thế giới ha, mức pin nè, nó cứ là ngày tháng xong là sẽ tới mức pin ha, xem mức pin là biết ha, đó này xem múi giờ thế giới nè, có khi anh em lộn khúc này nè, khi lộn giờ khúc này nó nhảy giờ lên nè, lộn khúc này nè. Có nhiều anh em để múi giờ nè tưởng đâu là sai với điện tử nè đó. Đó, mình lưu ý khúc này ha, rồi báo thức nè đó. Đó, thì bấm giờ thể thao, giờ đếm ngược nè, nó quay lại giờ bình thường nè, cứ giờ đếm ngược là quay lại giờ bình thường là bắt đầu mình chỉnh mới được nha, rồi án giữ nút 2 giờ nè. Án giữ 10 giây nha, lần lúc đầu mình chỉnh giờ là chỉnh 5 giây thôi, nhưng mà khúc sau chỉnh 10 giây, án chừng nào mà chữ hz hiện lên thôi đó, thì đang không không bấm nút 4 giờ là chỉnh cái kim kim giây nè đó. Ừ. Rồi khi chỉnh kim dây xong ấn nút 8 giờ ha, ấn nút 8 giờ thì kim nó sẽ reset về đây, bấm cho nó chạy luôn. Kim nó reset về hướng 12 giờ hết mới được ha. Nếu mà sai á, thì mình cứ ấn nút 4 giờ chỉnh sao mà đó, chỉnh này về nút đó. Ví dụ mà sai thì ấn nút 4 giờ chỉnh tới nè, chỉnh chạy tới nè. Đó, lỡ hút ha. Lỡ hút nè, ấn nút 8 giờ trừ nè. Thấy để ý không trừ không? Ấn bấm ngược lại nè. Đó, mình chỉnh sao mà về kim về 12 giờ hết mới được cả nha. Đó là mình reset tất cả các kim á. Có nhìn em chưa biết khúc này nè. Rồi, bấm nút 2 giờ kết thúc. Đó, rồi cập nhật đúng giờ lại thôi. Đơn giản thôi. Rồi con này thì bán 650 nha. Độ mới cao 650 F70. Thì cả nhà mua con này giá này quá hời so với con bên Nhật. Bên Nhật vẫn còn bán 3 triệu mấy. Mấy này xài siêu bền. Anh em mà hay hỏi đến nồi đồng có đá siêu nhẹ. Chốt máy này đúng pin năng lượng ha. Này kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Đó mặt đen này mặt trắng nè. Trắng số học trò dạo quan chấm bi. Đây. Đèn sáng ha. Mấy dòng này em bán cho nhà là em bao nhà pin khỏe hết à. Pin khỏe mới chỉnh được nha. Pin yếu chỉnh không bao giờ được đâu. Pin yếu có nhiều anh em xài mấy dòng này biết rồi. Chứ lại em bán mấy dòng này từ nào giờ chưa phản đâu. Em về rồi xài tới nay chưa chắc chị hư này bền lắm. Giá này là quá hời. Cũng vậy luôn nha, WVA 1630. Nước sơn đẹp, mặt trắng. Dây gút hết. Rồi 650 mã F69 ha. Xe ngang 42 nha, 42 độ lợi. Ừ, này chuyển qua giờ ngày thứ này. Đèn sáng. Mặt trắng ha, anh em nào học mặt trắng chốt này. Rồi 650 mã F69 nha. Rồi con này đây, con mặt xanh nè. Có mặt xanh số thẳng nữa nha, còn tiếng Nhật nè, con này còn tiếng Nhật luôn. Mặt xanh số thẳng ha, dây khóa nè. Dính bụi thôi. Bình hồng ở đây. Anh em là hàng mặt xanh chốt mặt xanh. Nước sơn cũng đẹp hết nè. Rồi con này 600 thôi, 600k mã F51 ha. 600k F51 và cũng là size 42 độ lận, đèn dạ quang số thẳng em cho nhà xem dạ quang số thẳng. Rồi 600k F51. Này mặt xanh sốt đỏ. Này dính lâu dính bụi đó nha, còn đẹp lắm, mấy này nhận hàng vừa ý liền nha, hàng si mà cả nhà mua vậy là quá đẹp, tầm 90% hàng si, 90% nhà mua đeo ok rồi. Mặt xanh xe 42 ha, dây khóa nè, bên hồng ở đây full zin hết rồi, anh em thích màu thôi. Rồi 600 mà F50 nha, 600k F50 nha, đeo siêu bền. Ví dụ không thích đeo dây gút đó, mình lắp dây da vô. Con này mặt mặt đen số học trò, đen số học trò nha, đèn dây khóa
Đấy, mặt sau cũng vậy thôi, sơn đẹp hết rồi. Là 600 mà F53, 600 mà F53. Mặt trắng. Trắng sốt giò. Cho nhà xem dạo quang thôi, máy này cho nhau độ mới khỏi bàn tầm 90 á, về nhận hàng vừa ý nha. Mặt sau đây. Rồi con này 600 mà F47 nha. 600k F47. Được, mình được trải nghiệm được nhiều chức năng nha, như là chỉnh được nhiều buổi giờ, giờ thế giới, xem được nhiều buổi giờ thế giới nữa luôn. Rồi con này thì mặt đen này mới lắm, này độ mới cũng ok nè, dây khóa này. Cũng là mặt đen sốt trò dạo quang thôi, đèn đây, mặt sau đây nha, thông số đủ ha. Rồi con này 550 thôi, mã F54, 550k mã F54, bên hông đẹp. Rồi, con này thì dòng multiband 6 nhưng mà nó là bản kiểu hầm hố đeo ngầu, bản thể thao xây to ha. Xe này nó sẽ to hơn con nãy, con nãy nó 42, con nó 43, 42.7, mỏng 11 đi 7 ha. Lên tay thì nó sẽ ngầu hơn. Con này dây 18 được ha, tự em còn mắc mắc dây này nè, cái gì em lắp vô cho. Mặt xanh số thẳng, cũng là đèn và pin năng lượng hết nha. Cái này thì nó cũng giống giống nhau à, nhưng mà nó khác khác kiểu, cái khác cái mẫu thôi, khác cái kiểu á, kiểu nó to hầm hố ha, có nhiều em thích đeo hầm hố to nữa, có dạ quang đèn cũng giờ thế giới giờ thao báo thức này các kiểu ha. Cái này cũng còn phai xước xíu xíu nè, bên hông này. Đó, quay chi tiết cho nhà xem là biết rồi, nhìn con đồng hồ hàng xây vậy là quá đẹp rồi nha. Ví dụ mà xấu trầy nữa thì em sẽ báo nha, giá khác nè, có hết đó nha, có giá đó hết nha, nhưng mà hàng nói chung tùy theo giá trị hàng mình mua đó nha. Xây cũng 28.8. Rồi con này bán 550 mà F67 nha, 550 F67 nha, mặt sau cũng đẹp, pin năng lượng á. Rồi thì dòng Casio em còn dòng ba kim bản titanium lịch vạn niên á, nhìn nó đơn giản nhưng mà nó nhiều chức năng. Lịch vạn niên nè, có báo thức nè, on off nè, có đèn tự động nè, tức là tối mình cứ lắc tay đèn tự sáng nha. Đây đèn tự sáng nha, con này dạ quang sáng lắm, chưa có soi đèn mà có dạ quang, em tết dạ quang luôn. Đây đó, đèn không vô tối cái tự tự nó có cảm biến á, cảm biến là tự nó bắt sáng, mình làm việc buổi tối nè, coi giờ cũng tiện, cứ lắc cái tay lên là được nè. Dây khóa titanium, nem nào dị ứng với bản mà bản thép á, mùi hôi muối nè, chốt titanium casolai bên hông. Titanium thì cái màu nó vậy nha, nó màu như màu xi măng, mình lắp ráp Thái Lan nha, lắp nhà máy Thái Lan nha, vẫn là mã LIW 100T ha, bắt 4 ốc uy tín, pin năng lượng khỏe nha, kính còn đẹp không sứt mẻ, dẫn bắp vít lông mèo nha. Xe ngang của nó 39.6, đứng luôn là 43 mỏng, nó 11 đi 7, dây con này còn dài nha. Anh em nào muốn cách chỉnh giờ con này cứ báo em, con này chỉnh thì hơi lâu xíu nên quay video chỉnh thì nó hơi lâu ha, chỉnh giờ cũng đơn giản nha, nó nhanh lắm. Dây thì 18 ha, lịch vạn niên cái nhà xài tháng thiếu tháng đủ cũng bước qua tháng ngày mới ha, năm mới gì đó. Lên tay lắc nó nhạy hơn, kiểu lên tay đúng của nó đó, có cảm biến vô tối nữa. Em kiểu thích sự đơn giản ha, có nhiều chức năng chốt này, có báo thức với lại lịch vạn niên với lại đèn ha. Rồi con này thì em bán nhà 600 mã X88, 600k X88 ha. Rồi dòng Casio em còn con bản lạ nè, điện tử nằm trên màn hình ha. Ví dụ mình không thích để điện tử tắt nè, tắt hết nè, để dây nè, để dây chạy nè, để ngày tháng nè, để dây nè, để hết nè, đó, rất là hay luôn. Bấm vào đây là xem múi giờ thế giới nè, nó cũng thuộc dòng cao ha, mà con này là bản nội địa nha, lắp ráp sản xuất trong nước Nhật luôn, nhiều múi giờ thế giới lắm, mấy chục múi giờ thế giới luôn. Này là báo thức nè, này báo tiếng nè, báo thức nè, nó tới hai là ba nè, bốn báo thức, một báo giờ lặp lại với một báo tiếng ha, quay báo thức nè. Này mất pin nè, này pin thường nha, nó hết pin thay, hết pin thay nha, chứ không phải pin năng lượng, anh em dị ứng với pin năng lượng chốt này. Nó bản bấm thể thao nè, hát xé chỉnh kim trụng dân tử, cái này chỉnh ok rồi, đèn led, đèn led ha. Em hay sưu tầm bản nội địa Casio nội địa chốt này đi, này độ mới ok á, Casio dập hiệu. Bên đây kiểu nó phai đây, phai nhưng mà nó hợp với cái màu đồng hồ luôn chứ không có gì đó. Sau này anh em mà nó phai nhiều á mình tẩy luôn, tẩy nước sơn xíu là đẹp á.
Nhìn chung nè, đẹp bình thường chứ không có trầy xước gì nặng. Mặt sau đây, nó là bản nội địa sao băng y nữa nha. Mã nó là WVX100Z ha, search Google là gan này nha. WVX100Z là gan này ha. Dây còn dài lắm. Này dây chắc 19. Anh em hay sưu tầm chốt mấy này. Xe ngang của nó là 42 mỏng 13 15 15.3 đi. 350 mà F41 nha. 350 F41 ha. Rồi em lên chỗ nhà nè, dòng Reduno, dòng bình dân của Citizen nha. Con hàng này mới lắm. Này anh em mua về vừa ý nha. Này hàng xây mà nó mới về là đẹp. Này mới bên Nhật vẫn còn bán 2 triệu rưỡi hơn, chưa tính tiền ship về nha. Phay xước nè. Phay xước zin là tức là chưa đánh bóng spa, còn cái văng quăng xước nè. Độ mới ha, kính zin đẹp không xước mẻ, dạng bóng bắt lông mèo, lịch dạng niên ha, cọc số có dạ quang. Con này mặt đen bao công nha. Số dạ quang dây khóa bản thép. Cái này là dòng thuộc công ty con Citizen, nó bản bình dân này, còn siêu sao chưa bốc này mới. Vẫn là chạy máy H415 thôi. Mình xe này 38 ha. 38 đổ loại thôi. Đứng luôn là 43.8 mỏng 9 ly 2. Cái này dây thì 18 nha, dây 18 thoải mái nè. Bản này dây 18 đeo đẹp mới á. Rồi con này thì chỉnh giờ đơn giản thôi, em chỉnh giờ con này con trắng cũng vậy luôn á. Thì đang bình thường có nút âm là nút giữa có nó hai 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 nắp ha, nút lồi nè, ấn nút âm cái nè. Đó, kim giờ ở quạt nè. Thì con này mình chỉnh ngày trước, ví dụ mình xe qua 24 giờ nè, thì buổi trưa nè. Ví dụ mà chưa bước qua ngày mới là buổi trưa nè. Đó, mình canh sáng chiều phút này ha, buổi trưa nè bắt đầu bước qua buổi chiều nè. Để em chỉnh cho nhà dễ hình dung luôn. Buổi tối nè. Đó, 12 giờ khuya bước qua ngày mới nè. Ngày 20 nè. Canh khúc này canh sáng chiều ha, có nhiều anh em không biết chỉnh khúc này rồi, là 9 giờ rưỡi sáng nè. 9 giờ rưỡi sáng nè. Rồi khi mình chỉnh ngày với giờ xong kéo mắt giữa nè. Đó. Thì 12 cọc số tượng trưng cho 12 tháng, thì nay là tháng 2 rồi, năm 2024. Thì cái này năm rồi là em hướng dẫn cái nhà là tháng 1 năm 2021 nè, 22 nè, 23 nè. Qua tháng 2 năm 2024 là nó sẽ nằm ở giữa luôn, giữa cái trụ luôn. Đó. Tức là năm nay là mình cứ chọn tháng nằm đúng luôn ha. Chứ là tháng 2 là ở đây đúng luôn, tháng 3 nằm đây đúng luôn, tháng 4 nằm đây luôn ha. Chỉnh mấy dòng Reduno hay Citizen cũng y vậy ha. Rồi khi chỉnh tháng năm đúng nó kéo ra hết. Rồi chỉnh Kim Phúc thôi, xe tới Kim Phúc chạy tới nè. Xe lui Kim Phúc chạy lui nè. Rồi mình chỉnh theo đúng giờ thôi, xong rồi đẩy vô, chạy là bình thường thôi. Pin năng lượng nha. Cách chỉnh giờ đơn giản, nhanh, tốc hành. Khi mà mình thuộc rồi em chỉnh nhanh lắm, chỉnh nhắm mắt chỉnh cũng được nha. Có nhiều khi mình chưa biết thì khó chỉnh thiệt, đồng ý. Đó, lúc đầu ai cũng phải vậy như vậy, dây của nó đẹp. Là con này em bán 600 mã F5, F5 nha, 600k mà F5 ha. Pin năng lượng, anh em mà hay đeo đồng hồ làm biến thay pin đó, mở ra mở vô là chốt máy này nó pin khỏe rồi, cả nhà xài thì mấy năm cũng phải xài kỹ nha, xài đúng đàng hoàng, tiếp xúc ánh sáng mỗi ngày. Là hai con giống nhau thôi, phay sức này cặp luôn. Anh em nào mua về anh em cặp trắng cặp đen ha, bơi con trắng con đen. Này số học trò lịch vạn niên, con này chỉnh ok rồi, chạy đúng luôn. Mặt sau đây vẫn là H415, dây cũng 18 hết. Rồi cũng là 38 ha, xe 38 luôn á. Đứng nè 43 mỏng 9 ly. Rồi 600 mà F6, 600k F6 này. Rồi thì em lên nhiêu đó nha, em cũng hướng dẫn cái nhà sơ sơ cách chỉnh giờ Casio với Citizen này. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Em xin chào nhà nha.